Phương Chi xin kính chào quý khán giả của Đài Truyền hình SBTN. Kính thưa quý vị, mở đầu chương trình hôm nay là tất cả các tin tức địa phương, sau đó là phần tin cộng đồng của SBTN Boston. Kính mời quý vị theo dõi. Trường Đại học Northeastern giảm học phí cho phụ huynh và anh chị em của sinh viên. Kính thưa quý vị, vào thứ Bảy ngày 17 tháng 10 vừa qua, Trường Đại học Northeastern đã tuyên bố sẽ giảm 25% học phí cho phụ huynh và anh chị em của sinh viên của trường. Trường Northeastern là một trường đại học tư nằm trong tiểu bang Massachusetts và có khoảng 20.000 sinh viên. Chương trình giảm học phí này có thể áp dụng hầu hết cho tất cả ngành sau đại học của trường bắt đầu mùa xuân năm 2016. Trường Đại học Northeastern cho rằng đây là một chương trình giảm học phí đầu tiên dành cho phụ huynh và anh chị em của sinh viên nếu họ được nhận vào trường. Theo trường Northeastern, mục đích của trường chương trình giảm học phí này là để áp dụng được nhu cầu thị trường lao động. Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ cho biết rằng những việc làm đang cần nhân viên nhiều nhất là những việc làm cần bằng thạc sĩ. Nhu cầu này được phát sinh từ sự phát triển của ngành y. Trường Northeastern dự đoán sẽ có khoảng 1.000 người tham gia chương trình giảm giá này trong vòng 3 năm đầu tiên và trường sẽ mất khoảng 3 triệu Mỹ Kim tiền học phí trong thời gian đó. Công ty y dược Biogen sẽ cắt giảm 400 việc làm tại Massachusetts, tin từ Boston. Kính thưa quý vị, thứ Hai ngày 21 tháng 10 vừa qua, giám đốc điều hành của công ty y dược Biogen, trụ sở tại thành phố Cambridge, ông George Scangos cho biết là công ty sẽ cắt giảm 400 việc làm trong tiểu bang Massachusetts. Việc cắt giảm là việc làm này cần thiết nhằm cắt giảm chi phí lớn của công ty. Công ty còn cho biết là sẽ cắt giảm 11% lực lượng lao động toàn cầu của gần 8.000 nhân viên nhằm tái cấu trúc và tập trung vào việc nghiên cứu một số y dược có thể triển vọng hơn. Ông Scangos còn cho biết việc cắt giảm việc làm có thể quyết định khó khăn vì đây là những công nhân viên tốt và họ rất buồn khi phải đi đến quyết định này. Nhưng công ty tin rằng đây là hành động cần thiết để hoàn thành sứ mệnh nghiên cứu và mang lại toàn thuốc mới hiệu quả và quan trọng đối với bệnh nhân. Sau việc cắt giảm này, công ty sẽ tiết kiệm khoảng 2.5 triệu Mỹ Kim cho mỗi năm và dự kiến sẽ hoàn thành việc cắt giảm trong tháng Giêng năm 2016. Cổ phiếu của công ty đã giảm hơn 70% trong năm nay bởi vì một số loại thuốc được nghiên cứu đã không được chứng minh thành công. Tranh án tối cao tư pháp toàn tiểu bang kêu gọi các phương pháp thay thế để đáp ứng với tội phạm sau khi ra khỏi trạm giam, tin từ thành phố Boston. Kính thưa quý vị, thứ Tư ngày 21 tháng 10 vừa qua, trong buổi thảo luận hàng năm của Bộ Tư pháp tiểu bang đến với Liên hiệp Hội Luật sư tiểu bang, chánh án Ralph Grant đã kêu gọi tiểu bang cần phải cải tổ các chương trình tái hợp với xã hội cho các tù nhân sau khi mãn án. Dựa theo một số dữ liệu cho thấy, tiểu bang Massachusetts đứng đầu trong số tỷ lệ trại giam và tù nhân. Ông nhấn mạnh về việc giám sát kỹ hơn đến với các tù nhân sau khi được mãn tù nhằm ngăn chặn những tù nhân sẽ tái phạm rồi trở lại trạm giam sau thời gian ngắn. Dữ liệu cho thấy hơn một nửa những người được thả trong năm 2012 đã không có sự giám sát hoặc quản chế tạm tha. Ông Grant thừa nhận chi phí tài chính bổ sung cho việc giám sát sẽ nhiều hơn, nhưng chi phí này sẽ được bù đắp lại bởi việc giảm thời gian tù và lực lượng tù nhân. Ông cũng kêu gọi ngành lập pháp và hành pháp tiểu bang cũng làm việc chung để đi đến giải pháp nhằm giảm tỷ lệ giam giữ và tỷ lệ tái phạm tội. Ông cũng cho rằng việc làm thu lệ phí đối với bị can trong hầu hết các con số đó là những người hay bàn tay trắng hoặc đi đến phá sản lại làm cho việc tái nhập và với xã hội khó thành công hơn sau khi họ ra khỏi tù. Gia đình phản ứng trước việc bé gái bị lạm dụng trên xe bus, tin từ Brockton. Kính thưa quý vị, người chú của bé gái 10 tuổi là Philip Brunel cho biết rằng cô bé đã bị một nhóm học sinh nam đồng trang lứa quấy rối trên xe bus vào sáng hôm thứ Sáu ngày 16 tháng 10 vừa qua khi đang trên đường đến đường Downey Elementary School. Người chú cho biết là các cậu con trai này xô đẩy cô bé ở phía sau xe và có những hành động lộ liễu sàm sỡ với cô bé. Giám thị là Kathleen Smith xác định là 4 cậu con trai đang học cùng trường Downey School, 3 cậu học lớp 4 và 1 cậu học lớp 3. Sau khi sự việc xảy ra, hiệu trưởng trường là John Kelly ngay lập tức gặp 4 học sinh này và đưa ra hình thức kỷ luật ngay sau đó. 4 cậu nam học sinh này đã bị những hình thức trừng phạt, nhưng giám thị Smith không có nói phạt như thế nào và cho biết rằng thật ra có không khó va chạm gì nghiêm trọng. Tuy nhiên, Philip chú của bé gái báo cáo không chỉ là những cậu con trai chỉ tấn công cô bé mà còn tiểu tiện trên xe bus. Anh ta nói rằng thật không có thể tưởng tượng được những gì diễn ra trong đầu óc của những đứa bé này mà đối xử với cô bé 10 tuổi như vậy. Philip cũng không có đồng ý với cách giải quyết của trường học.
Anh cho rằng nếu không có giải quyết thỏa đáng, tình trạng này sẽ gây nên những ảnh hưởng không hay trong tương lai khi mà việc có liên quan đến lạm dụng tình dục. Anh ta cho rằng nhà trường đã cố tình lờ đi nghiêm trọng của vấn đề này. Giám thị Smith thì nói rằng sự an toàn của học sinh là nhiệm vụ của hàng đầu của nhà trường và họ luôn giám sát những trường tương tự như vậy. Mặc dù những hành động đó không phù hợp, nhưng bản thân cô Smith không có cảm thấy bất ngờ trước sự việc này. Bánh mì Subway sẽ có sự thay đổi đáng kể, tin từ Boston. Kính thưa quý vị, bánh mì Subway sẽ ra đời ổ bánh mì có kích thước dài hơn thường lệ sau khi xảy ra kiện tụng rằng ổ bánh mì họ ngắn hơn so với quảng cáo. Theo một thông cáo trên báo chí hôm thứ Hai ngày 19 tháng 10 năm 2015 vừa qua, suốt 2 năm Subway đã bị chỉ trích về việc này sau khi một bức ảnh trên mạng của ổ bánh mì được gọi tên là A Foot Long Sub. Bên cạnh thước đó là bức ảnh cho thấy rằng trên thực tế của ổ bánh mì chỉ khoảng 11 inch, trong khi đó đáng lẽ là phải là 12 inch. Vụ kiện tụng bắt đầu từ đây và mà khách hàng cho rằng họ đã bị lừa khi tiêu dùng sản phẩm ít hơn 1 inch trong suốt thời gian qua. Nay Subway đã đồng ý sẽ tăng thêm kích thước cho sản phẩm của họ. Bánh mì A Foot Long sẽ dài đúng 12 inch và loại 6 inch bắt đầu không có bắt buộc ngắn hơn là 6 inch. Theo tiêu chuẩn thì sẽ được áp dụng trên toàn hệ thống của các chi nhánh của Subway và được kiểm tra một cách chặt chẽ nhằm giảm bảo đảm cho khách hàng thực hiện đúng theo quy định mới. Buổi điều trần chính thức sẽ được tiến hành trong tháng Giêng năm 2016 sắp tới đây. Xin quý vị đừng rời khỏi màn hình, chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông tin thương mại của đài. Hai Nguyên, em đi đâu mà kiếm cái thùng bự vậy? Đây gửi tiền Việt Nam nè. Ở đây có dịch vụ đó anh em? Chà, chị biết không, anh còn nhận tiền từ gửi từ Việt Nam sang đây nữa. Bằng hệ thống MoneyGram rất là an toàn và nhanh chóng, trong vòng 24 tiếng là nhận được rồi. Ủa còn chị đi đâu vậy? Chị đi trả bill nước, gas điện thoại cho mẹ chị. Ồ, ở đây cũng làm dịch vụ đó nữa. Dạ, đây là dịch vụ mới đó em. Luôn cả money order em có thể mua ở đây được luôn. Vậy thôi em đi gửi đồ nghe chị đi. Chà tiêu. Maxim Pharmacy là nhà thuốc tây lớn nhất trong vùng New England do người Việt Nam làm chủ. Chúng tôi chuyên bán đầy đủ các loại thuốc tây y, dược thảo và dụng cụ y khoa, nhận đầy đủ các loại bảo hiểm. Tại đây quý vị có thể tìm được các loại dầu dán, dầu gió, có đầy đủ các loại vé số, băng hình, đĩa nhạc. Dịch vụ chuyển tiền về Việt Nam giao tận nhà trong vòng 24 tiếng với lệ phí thấp nhất. Dịch vụ trả tiền bill cho điện, nước, gas, v.v. Bán money order và chuyển tiền từ Việt Nam qua Mỹ qua hệ thống MoneyGram. Maxim Pharmacy là nhà thuốc tây cho mọi gia đình. Hân hạnh được phục vụ quý khách. Xin gọi 617-282-9800 cho mọi thắc mắc. Ủa chị Phương Chi? Ủa Trúc Như, em đi đâu vậy? Chạy bộ hả? Dạ em chạy bộ. Trời ơi, nhà chị á hả? Dạ đây nè. Trời đẹp quá chị. Chị làm nghề gì mà giờ có nhà đẹp và xe đẹp nữa vậy? Ồ, bây giờ chị đang làm nghề tóc với facial với nail em. Ủa, lúc trước em nhớ chị học medical mà. Ừ, thì chị ra trường thì giờ mình ngày nào có tiền thì mình làm. Vậy chị ra trường trường nào vậy? Chị học trường ở Jupiter Beauty Academy á em. Nhưng mà khi mà em ra trường đó, nếu mà em có khả năng thì người ta đào tạo cho mình mở cái tiệm nail. Thì bây giờ chị là chủ một tiệm nail. Và bên cạnh đó thì có nail mặt supply luôn em, thì rất là thuận tiện em. Thôi vậy mốt cái gì em xin chị số điện thoại nha. Có gì em cục xuống đó em học. Được, được. Thôi chị đi đi. Ok, bữa nào chị em mình gặp lại. Dạ, bye, bye chị. Hãy đến với Nailmart sẽ có đầy đủ mặt hàng mới đẹp, chất lượng hoàn hảo, giá thành hạ hơn bất cứ nơi nào. Cũng là nơi tổng đại lý của OPI và Creative. Nailmart 617-288-8999. Nailmart 617-288-8999. Jupiter là trường đào tạo ngành tóc và facial đúng tầm cỡ do người Việt đầu tư. Bảo đảm sẽ giúp học viên vững vàng trong việc hành nghề đúng theo tiêu chuẩn pháp định. Với thành phần giáo viên Việt Mỹ tận tâm, giàu kinh nghiệm, đã có nhiều học viên tốt nghiệp và đang hành nghề nail tóc và facial. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Trí Võ 617-590-7959. Đặc biệt trường sẽ miễn lệ phí cho những ai đang hưởng trợ cấp thất nghiệp của chính phủ muốn theo học ngành nghề tóc, facial và nail. Jupiter Beauty Academy 617-590-7959, tọa lạc tại Dorchester, khu phố Việt Nam. Siêu thị Phú Cường là siêu thị lớn nhất tọa lạc tại 1188 trên đường Dorchester trong khu vực Dorchester do người Việt Nam làm chủ, mở cửa từ 8 giờ sáng tới 9 giờ tối. Chuyên cung cấp tất cả các mặt hàng bán sỉ và lẻ rất tươi như cá sống, tôm hùm, cua sống. Còn có các loại thịt như thịt bò tươi, heo, gà, vịt, các loại rau tươi, trái cây về mỗi ngày. Có rất nhiều loại gia vị, đồ khô, đồ hộp, nước mắm, tương, chao, gạo, v.v. Hợp khẩu vị với người Á Đông. Đặc biệt có bán những loại thuốc dược thảo đang được dùng rất phổ biến, phẩm chất thượng hạng, giá cả phải chăng. Tất cả các nhân viên tại đây rất niềm nở và ân cần để phục vụ quý vị. Mọi chi tiết xin liên lạc tại số điện thoại 617-822-8074. Chủ nhân kính mời.
Senior Whole Health, chương trình chăm sóc sức khỏe cho người lớn trên 65 tuổi có Mass Health. Chúng tôi có xe đưa đón miễn phí khi đi bác sĩ và bệnh viện phục vụ đầy đủ miễn phí cho trám răng và trồng răng giả, khám mắt định kỳ và làm kính. Đặc biệt chương trình phục vụ tại nhà có bác sĩ và y tá đến chăm sóc, khám bệnh. Chúng tôi có nhân viên chăm lo cơm nước, giặt ủi, dọn dẹp nhà cửa miễn phí. Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc cô Trinh số điện thoại 508-769-6968. Đến với Queen Smile Dental, văn phòng nha sĩ Anh Phi Nguyễn tọa lạc trên số 235 Quincy Avenue, thành phố Quincy. Chúng tôi là văn phòng nha khoa tổng quát cho người lớn và trẻ em với đầy đủ các dịch vụ trồng răng, lấy gân máu, niềng răng và mọi dịch vụ nha khoa. Ngoài ra, chúng tôi còn có các dịch vụ thẩm mỹ như căng da mặt, làm mất nếp nhăn với các thiết bị và máy móc tối tân. Chúng tôi nhận tất cả các loại bảo hiểm y tế, đảm bảo quý vị sẽ hài lòng khi đến với Queen Smile Dental. Mọi chi tiết xin liên lạc nha sĩ Anh Phi Nguyễn qua số 617-479-8400. Hân hạnh phục vụ quý đồng hương. Cảm ơn quý vị đã giữ màn hình của SBTN Boston. Sau đây kính mời quý vị theo dõi phóng sự cộng đồng của SBTN Boston. Kính thưa quý vị, em Kimberly Trương là một trong những giọng hát vừa được đăng quang qua cuộc thi giọng ca vàng của trung tâm ASA tổ chức. Tuy mới 19 tuổi nhưng giọng ca của em Kimberly đã rất ấm áp và truyền cảm. Kimberly có khả năng năng khiếu âm nhạc từ nhỏ, khi mà có thể hát thuộc lòng những ca khúc như Nỗi buồn châu pha mà không rớt một nhịp nào. Với tài năng thiên phú của em, gia đình đã tích cực ủng hộ em với sự đam mê nghệ thuật. Trải qua khá nhiều thời gian dài để tập luyện cùng với sự chỉ dẫn tận tình của gia đình em đã giúp em được thành quả trong ngày hôm nay để đóng góp cho cộng đồng người Việt hải ngoại chúng ta. Thì bây giờ cô chú có thể kể là một chút sơ lược về Kimberly, là khi nào mà cô chú phát hiện là Kimberly hát hay, rồi tại sao mà hướng Kimberly đến cái con đường ca hát cũng như là con đường nghệ thuật? Kimberly thì cái lúc nhỏ là khoảng chừng 2 tuổi mấy gì đó là Kimberly rất là thích nghe nhạc, mà khi mà hát những cái bản nhạc mà tự nhiên thuộc lòng mấy nhạc Việt, là gia đình thường là ca karaoke rồi gì, cháu thì cứ đi vòng vòng mà không biết thuộc lúc nào, nhưng mà rất là thích nghe nhạc. Khi hồi nhỏ là cứ một lần ngủ là mở nhạc nghe riết, rồi không cháu thuộc lúc nào mà mình cũng không có rõ nữa. Rồi có một ngày đó là cháu giống sinh nhật cháu, rồi cái đến coi Kimberly nó muốn ca, nó ô ca hả con, kêu con ca bài gì thì muốn ca, thì nói ca là bài nàng tên châu pha, rồi hay là Lupit hát bài cái đề gì không có nhớ, nhưng mà là khi mà nói ok con gì cũng muốn ca thì con ca đi, ngồi ca mà ca không có rớt nhịp lúc nào, ca mà coi như là người ngồi kế bên hỏi là ô, muốn hỏi Kim về cái gì á, thì Kim nó xây lại, nó trả lời lại, xong rồi nó quay lại thì nó cũng hát vô là đúng luôn cái lời nhạc, mà đúng luôn cái nhịp nhạc luôn, thì mình mới biết là ồ, cháu nó có cái năng khiếu mà nó có cái lỗ tai rất là hay. Nghe một lần về cái gì giống như là mình ca là nó biết liền. Cho nên từ lúc đó thì mình nghĩ là khi cháu nó lớn lên khoảng 5 tuổi, cháu nó có hỏi nó muốn là nó đi học đàn piano. Rồi mình nghĩ ô, nếu mà con thích thì mẹ cho con đi. Nhưng mà mẹ không có ép con, nó nói mẹ con thích thì khi nó thích gì thì cho nó đi học piano rồi vocal. Rồi một ngày sau đó là có nhiều khi những cái ý tưởng mà cháu nó muốn, ồ con muốn đi thử cái tên, mẹ con muốn khi mà lớn rồi, gần đây thôi, là cháu nó muốn là đi vô những cái chương trình của American giống như Idol hay là The Voice có, là thì mình mới nói là ồ, nếu mà con muốn đi những chương trình đó thì con thử đi chương trình của người Việt trước, để mình coi thử cái khả năng của mình đi tới đâu. Thì cháu nó mới nói ok, nó muốn đi thử cái trung tâm Asia, tại vì cháu rất là thích cái trung tâm Asia, gia đình cũng vậy nữa. Cho nên mình mới cho là cháu nó đi tới, nó dự thi cái trung tâm Asia tổ chức cái The Dream Asia Voice. Thì cũng không có ngờ là cháu lại được cái giải như vậy. Thì mình biết là cháu nó có một cái năng khiếu từ lúc nhỏ, cho nên
mình cũng không có ép buộc cái đó, là tự cháu nó có một cái quyết định của nó muốn đi một cái con đường của nó, là ồ cháu muốn thử để cái giọng ca của cháu có thể là đi tới đâu, thì mình ủng hộ cho cháu. Gia đình, tất cả gia đình, cậu dì mợ hay là ông bà rồi đều ủng hộ cho cháu hết. Thì đó là cái con đường của Kimberly để tới được như bây giờ, là được trung tâm Asia, là được cái giải nhất. Thì trong cái khoảng thời gian mà lúc mà đi thi như vậy á, thì gia đình có phải gặp khó khăn nào? Thì mình qua bên Cali như vậy thì khoảng bao nhiêu lâu? Ồ, đi qua Cali đó, hồi lúc mà cháu nó được cái trung tâm gọi là semi final thì quanh đó khoảng một tuần lễ, thì cháu nó thi đó rồi đi về, rồi mới được cái trung tâm gọi là được đi vô final. Thì final đi tới, thì final thì tổ chức ở mùa hè Vinh Xanh, cho nên cái lúc đó gia đình cũng đi xuống khoảng 3 ngày ở dưới đó. Rồi khi được cháu giải đợt này thì cháu đi qua bên Cali để trung tâm có gọi cho cháu đi tới cái chương trình nhạc của anh Bằng Lam Phương, cái DVD 77. Thì qua mình đó 2 tuần lễ, 2 tuần lễ đó thì đại khái như cháu cũng tập dượt này nọ cũng rất là hơi cực, nhưng mà cháu nó vui. Thì cô chú cảm thấy như thế nào mà khi mà thấy Kimberly đã đứng được trên sân khấu Asia và biểu diễn trong một cái chương trình lớn như vậy? Thật sự thì gia đình đi qua ủng hộ của cháu rất là đông, khoảng 20 người, dì cậu rồi bà ngoại, mở rồi tất cả mọi người đều đi, cousin đồ đi rất là đông. Mà thật sự là rất là xúc động khi mà lần đầu tiên thấy cháu nó ở trên một cái stage mà lớn như vậy, một cái sân khấu là quá lớn. Mình ngồi ở dưới đây cũng rất là xúc động. Thấy thấy cháu thật là dễ thương. Thì vậy, như vậy thì cô chú có muốn hướng Kim tới một cái con đường biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp hay không? Hay là vẫn muốn đây giống như là một cái sở thích của Kim? Thật sự thì đây là một cái sở thích của cháu nó, nhưng mà mình cũng không có muốn ép cháu là phải đi đến cái con đường mà gọi là chuyên nghiệp hay là không, là do cháu thôi. Nhưng mà cũng hy vọng là coi như là cháu nó cũng phải giống như là cũng xong cái việc học của cháu, còn cái đó là một bên sai, giống như là cháu nó cũng muốn giống như cống hiến cái tiếng hát của cháu cho đến quý vị khán giả. Thì mình cũng hy vọng quý vị khán giả là yêu thích cái giọng ca của Kimberly. Thì khi nào mà cháu có thời gian thì cháu sẽ đi giống như đi diễn, hay là chứ thì cháu vẫn chú tâm vô cái việc học là trước nhất. Vậy bây giờ đi diễn là có thể là chú chở Kim đi show hay là Kim tự đi? Bây giờ thì ở gần thì tôi chở đi, thì với lại tại bé nó cũng còn nhỏ đó. Còn nếu mà đi xa thì có thể là mẹ nó với lại mẹ Kim với Kim đi. Nếu mà tôi có trong việc làm nó có cho phép thì mình cũng đi theo ủng hộ con, nhưng mà chủ yếu là hai mẹ con đi xa, tại vì tôi làm full time cũng không có thể xin nghỉ nhiều được. Thì cô chú có hướng Kim tới những cái sinh hoạt cộng đồng của người Việt tại vùng New England nói riêng hay là tại trên toàn nước Mỹ nói chung, khi mà có cơ hội mà có thể đóng góp cho những cái cộng đồng người Việt để mang tiếng hát của mình tới mọi người? Nếu mà có cơ hội thì Kim có cơ hội và có cái thời gian thì mình sẽ ủng hộ everywhere Kimberly nó thích đi. Kimberly thích giống như là không có riêng gì có dùng Boston, thì tất cả mọi nơi nếu mà cộng đồng người Việt mà có giống như có
giống như có những cái show mà mời Kimberly đi thì mình cũng sẽ ủng hộ cho Kimberly nếu có thời gian. Năng của em Kim luôn được cống hiến hết mình cho khán giả. Kim luôn tích cực tham gia các chương trình hoạt động của cộng đồng. Gần đây nhất là chương trình gây quỹ cho Nepal tại vùng Massachusetts. Thưa quý vị, trong chương trình văn nghệ của tối hôm nay, đây chúng tôi đang có mặt tại bàn của các ca sĩ địa phương cũng như là ca sĩ chuyên nghiệp, và một trong những ca sĩ đó là Kimberly, cũng có đôi phút để cùng trò chuyện với quý vị. Chào Kimberly. Dạ, em chào anh. Không biết là trong chương trình văn nghệ của tối hôm nay thì em đóng góp những chương trình gì? Tối hôm nay em ca 4 bản, Đêm Đông, nhạc ý từ đây là Ebenentro Lontana, Con Đường Việt Nam, và nhạc Pháp và lời Việt từ đây là Mẹ Hiền Như Dốc. Có phải là cái mê nhạc phẩm Đêm Đông là cái nhạc phẩm mà em đã đạt giải trong cái chương trình thi ca nhạc phải không? Dạ không phải, em ca bản hát Dòng Sông Xanh của Thái Thanh. Rồi, cảm ơn em rất là nhiều. Thì Quỳnh Nguyên cũng hy vọng là thông qua cái cuộc phỏng vấn ngắn vừa rồi, quý vị có thể một phần nào hiểu rõ thêm về cuộc sống hàng ngày của Kim cũng như là con người của Kim. Nếu quý vị có yêu quý thì hãy ủng hộ Kimberly nhiều hơn nữa để mà Kim có thể mang giọng hát của mình cũng như năng khiếu chơi piano của mình đến với cộng đồng của mình và có thể là một ngày nào đó vươn xa trên cả nước Mỹ. Thì Nguyên xin cảm ơn và xin gặp lại quý vị trong chương trình kế tiếp. Sau những thông tin thương mại là kết thúc chương trình hàng tuần của SBTN Boston. Nếu quý vị muốn xem lại chương trình hôm nay cũng như tất cả những chương trình đã chiếu, xin vào trang nhà www.sbtnboston.com. Phương Chi xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình SBTN Boston kỳ tới. Trung tâm nhãn khoa Flamingham Optical Comfort Vision và Quincy Shore Eye Care là nơi đáng tin cậy cho các dịch vụ về mắt, chuyên khám chẩn đoán và chữa trị những bệnh về mắt, kê toa mắt kính và contact lens, phối hợp theo dõi hậu phẫu như mổ đục thủy tinh, mổ LASIK, nhận tất cả các loại bảo hiểm y tế về mắt. Đến với trung tâm để có một đôi mắt khỏe, đẹp, tự tin trong cuộc sống. Trung tâm phục vụ với 3 chi nhánh tại Flamingham Optical, số 44 Union Avenue, Flamingham, Massachusetts 01702. Comfort Vision, số 221 Quincy Avenue, Unit V, Quincy, Massachusetts 02169. Quincy Shore Eye Care, số 60 Quincy Shore Drive, Unit A, Quincy, Massachusetts 02171. Hi, welcome to Premium Optical. Hi, em muốn ăn bánh mì. Trời ơi, con em này. Địa chỉ 2 tới 3 lẻ, tọa lạc trên số 1052 Dorchester, khu phố Người Việt. Bánh mì được sản xuất tại chỗ, thơm ngon, nổi tiếng nhất tại Boston. Nhà hàng rộng lớn, khang trang với các món ăn thuần túy Việt Nam được sản xuất hàng ngày. Ngoài ra, ba lẻ còn có thêm tất cả các loại nước giải khát được làm từ trái cây tươi. Đặc biệt, nước mía được xây hoàn toàn từ mía tươi.
Chúng tôi nhận đặt tiệc cho các buổi tiệc gia đình và cộng đồng người Việt với giá cả phải chăng đến với Ba Lẹ để được thưởng thức một món ăn ngon đậm chất quê hương Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc bánh mì Ba Lẹ số 1052 Dorchester, số phone 617-265-7171. Bên cạnh đó, văn phòng nha sĩ Đinh Thị Quế có đầy đủ nhân viên Việt Nam để phục vụ cho quý đồng hương. Đường tọa lạc trên con đường Adam với đầy đủ máy móc tối tân. Nha sĩ Đinh Thị Quế trên đường Adam trong khu phố Dorchester. Chương trình được sự bảo trợ của tiệm phở Buster nằm trong khu phố Boston. Phở Buster với cấu trúc hết sức khang trang và đầy đủ các món ăn hương vị quê hương Việt Nam. Phở Buster trong thành phố Boston. Vina Auto uy tín tận tâm với anh Thân Vịnh Bảo Toàn làm chủ, chuyên sơn sửa các loại xe Âu Mỹ, luôn giúp đỡ đồng hương Việt Nam khi gặp khó khăn. Vina Auto nằm tại Dorchester trong khu phố Việt Nam. Hệ thống chợ Mekong và hai chi nhánh chợ Vinmart, chúng tôi là hệ thống chuyên bán sỉ và lẻ các mặt hàng thực phẩm Đông Nam Á. Chúng tôi có đầy đủ tất cả các loại mặt hàng đa dạng như Lào, Thái, Việt. Chợ có bán tất cả các loại hải sản tươi sống, tôm cua, các loại cá sống và các loại trái cây, hoa quả tươi được nhập mỗi ngày. Ngoài ra, chúng tôi còn có thêm các loại gạo thơm, gạo nếp và đầy đủ các mặt hàng gia đình với giá cả phải chăng. Đến với hệ thống chợ Mekong và Vinmart để có một bữa ăn ngon cho gia đình. Mọi chi tiết xin liên lạc chợ Mekong qua số 747 Main Street, thành phố Worcester, 508-304-1437, chợ Vinmart 1-176 Narragansett, Rhode Island, 401-490-0612, chợ Vinmart 2-123 Church Street, thành phố Lowell, 978-710-6237. Nếu không may bạn gặp tai nạn giao thông, hãy đến ngay cho bác sĩ Hàn Thanh Lâm khám và điều trị. Đừng để nguy hiểm về sau. Ở đây sẽ giúp bạn làm giấy tờ từ A tới Z, dù lỗi hay phải. Ở đây nhận tất cả các bảo hiểm xe, Blue Cross, Blue Shield, Medicare và hầu hết các bảo hiểm khác. Và ở đây có chăm cứu với thạc sĩ Nương Ai Phan. Bạn hãy gọi ngay cho bác sĩ Hàn Thanh Lâm 617-282-2922 tại 990 Dorchester Avenue, Dorchester, MA 02125. Bạn có phải là chủ tiệm nail không? Đang nhức đầu vì sự khó hiểu của lệ phí thẻ tín dụng, thất vọng vì sự khác biệt ngôn ngữ làm trở ngại trong giao tiếp. VMS có chương trình giá cố định sẽ làm lệ phí của bạn đơn giản, rõ ràng và dễ hiểu. Chúng tôi có đội ngũ nhân viên nói tiếng Việt hỗ trợ khách tốt nhất với dịch vụ chăm sóc khách hàng vui vẻ, chuyên nghiệp và tận tâm. VMS không chỉ là công ty xử lý thẻ tín dụng lớn nhất và tốt nhất của người Việt, mà hơn nữa, chúng tôi thông hiểu ngôn ngữ, văn hóa và doanh nghiệp của bạn. Hãy gọi cho chúng tôi ngay để được tư vấn miễn phí trước khi bạn quyết định đăng ký với công ty khác. 1-844-VMS-0100 Vietnamese Merchant Services là cuộc gọi đúng nhất cho doanh nghiệp của bạn.